Rồi Vũ ơi, xin chào tất cả các bạn trên mọi miền đất nước ha. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi mua xe cũ nha các bạn. Đến cửa hàng của chú Tám Tàu ha. Là anh Nhàn là cái người chủ cửa hàng. Thì ở đây có chương trình bán trả góp rồi nha các bạn. Bán ở đây đa số các dòng xe mới chứ không phải xe cũ ha. Cái dòng xe mới trên thị trường hiện giờ đó. Thì cửa hàng của anh Nhàn thì chuyên về Alpha với GS Plus rồi đó. Thì có rất là nhiều xe thì ở đây mua bán xe cũ có xe mới có, nhưng mà đa số là xe đẹp không nha các bạn, chứ không phải như các cửa hàng khác như và các chỗ lái bán lẻ khác. Thì mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho các bạn xem, đây có rất là nhiều xe Alpha thì đa số các dòng đời đời mới có Plus, Sigurd rồi này kia rất là nhiều. Mà xe thì chạy dưới có 1-2 ngàn, 3-4 ngàn, 5-6 ngàn thôi. Đây thí dụ như con xe này là 13 ngàn, con xe này 6 ngàn, 5 ngàn đó, rất là xe rất là mới, rất là nhiều. Thì có dịp có thời gian rảnh mình sẽ quay từ con cho các bạn tham khảo chơi, rồi ai có nhu cầu thì mua. Đây dòng phu trợ bụng nhóc chân nè, đây 2012, 2013, 2014 như là nhóc chân nè các bạn ha. Này thí dụ như cái xe này cái ô đô nó chỉ có 3 ngàn đó, có bản nhóc chân đó. Tôi con này 1 ngàn à, con này chạy có 1 ngàn cái số à. Ở đây là anh Nhàn anh bán những cái xe gì không đó, xe cũ nhưng mà anh mua xe là nguyên thủy nguyên zin không à, anh mới mua. Nếu như thí dụ cái con Vision này đi, con Vision này bản số chợ mới An Giang mình là các bạn là 08006 nè. Hiện tại là bán mặt cửa hàng, bán tiền mặt tại cửa hàng là giá chỉ có 29 triệu thôi, giá mới là nó 36-37 triệu vậy đó. Xe mới lan can rồi ha, nó chỉ ô đồ nó chỉ có 8 ngàn thôi, chạy 8 ngàn thì nó không có đắt. Xe 2018 nha các bạn, đắt xe 2018 này. Chạy 8 ngàn thì đâu có nhầm nhò như các dòng xe của Vision nè. Xe hiện trạng mới, không chạy xước một chút xíu nào, có hỗ trợ trả góp luôn nha. Hỗ trợ trả góp trong tỉnh An Giang ha các bạn. Đấy, anh Nhàn anh có nhắc rõ xe này thì mọi chức năng hoạt động ok hết, máy móc thường nguyên zin nguyên thủy hết, là giá thì tại cửa hàng là vậy, 29 triệu tiền mặt. Thì mình cảm thấy là xe rất là mới. Cái này ta dán miếng chống chày. Alpha. Đây là Alpha 110 rồi nè các bạn. Và 110, xe này chỉ chạy mới có 2.000 cây số. Xe này thì 6.000 cây. Mấy cái dòng xe số này, mấy cái dòng xe số này chạy có mấy ngàn là nhầm nhò vậy đó. Này 5.000 nè, đó, ô đô 5.000. Này 6.000. Rồi đây nhận chạy thấy xe dữ dữ luôn. Xe cũ mà là xe xài có mấy ngàn cây số người ta bán. Rất là nhiều Alpha. Này con này thì 13 ngàn. Thì anh em nào thích những cái dòng xe Alpha thì ra đây liên hệ với anh Nhàn ha. Nữa mình để số điện thoại vô ha. Có rất là nhiều con dễ lựa chọn lắm. Xe đã qua sử dụng nha các bạn. À, như mấy con này nè, mới lan can từng chi tiết nè, đâu có lai, đâu có bọng gì đâu, không có lai gì hết. Câm dành đùm đâu, dành nè, mới tinh vậy nè các bạn. Phù cũng còn 7 màu, ốc tán đầu còn 7 màu hết. Máy móc thì nguyên riêng. Như xe này chạy có 13.000 cây. Rồi xe này chạy 6.000 cây. Bên kia thì 9.000 cây. Đây là những cái bản số của em đó nè, ai thích cái con nào thì điện con đó các bạn ơi. Giá cả thì chúng ta thương lượng thôi.
xe cũ thì giá xe rẻ hơn xe mới, nhưng mà những cái xe này nó còn mới thì này xe nó giá nó sẽ cao hơn giá của thị trường, những cái lái bên ngoài ta bán cho nổi ngoài thị trường đó, có cửa hàng thì giá cao hơn chút đỉnh. Nhưng mà cái xe thì tình trạng xe này, ví dụ xe này 10.000 cây này, nó ô đô 10.000 đó, còn thế này ô đô 6.000 nè. Ô đô 6.000 cây, ô đô này 5.000, xe này đẹp lắm, chưa có chạy xước gì trơn nè, nhưng mình thấy cái này mình thấy áo rộng rồi, nó sống rồi. Xe này thì 7.000 các bạn ơi. Đây là một mấy con Alpha 100 nè, Qua 100 nè. Dắt thì dựng xe cũng còn chờ cái khoảng trống để cho mình đi vô cũng được ha, vô tham khảo. Đâu đâu này 7.000. Xe còn green chón ha các bạn, green chón ha, thì nó từ yên đến dạng áo là 7.000 thì đâu có hư hao gì. Dòng xe anh Khoa anh bán một bụi đóng luôn, nhấn nhà anh đóng Khoa. Anh em nào mà có mua cho vợ con rồi này kia, nó đi con đi học hay vợ đi chợ, là những cái dòng xe số anh Khoa này thì nó tiện lợi lắm ha các bạn. Xe còn mới thì nó sẽ cứng cáp, không sửa chữa chúng ta chỉ được việc đổ xăng mà chạy thôi. Ô đô 7.000, ô đô 6.000, ai không có tiền mặt thì vẫn mua trả góp, mà chỉ hỗ trợ cho An Giang, tại vì trả góp tư nhân chứ không phải trả góp qua ngân hàng. Đây thì 6.000, đây 16.000 ha. Đây 9.000. Mấy xe đây thì vỏ, hai vỏ còn gin không nha các bạn, hai vỏ gin áo sống gin, nói chung là gin toàn tập đó. Thì mình nếu quay sơ lược vậy thôi, áo gin xe gin toàn tập thì đâu có quay từng chi tiết từng con một chè trội gì không, tại trong cửa hàng rất là nhiều. Này là Sigurd không sang tới FP nữa các bạn ơi. Để số điện thoại mà ai cần thì liên hệ anh Nhàn. Xe này 25.000 cây, xe này chạy hơi nhiều rồi. Sigurd GC nè, con này cũng không xăng. Xe này thì chạy 10.000. Này là ô đô đúng không các bạn, không bắn ha. Ô đô đúng không là không bắn đó. Châu Thành 12.000. Xe đẹp không à, xe dữ không à, bà lát nè 11.000, bà lát thì 2.000 cây, bà lát mình chạy mất 2.000 cây. 11.000 Ballet, cái dòng tem này đẹp ha, dòng tem Ballet này đẹp nè. Bánh mâm, mấy con này bánh mâm mềm mềm không à. Bánh mâm thì chúng ta chạy cái dàn chân có dơ chút lĩnh của người ta làm biến khỏi rửa luôn cũng được, còn bánh căm thì phải rửa có dơ là rửa, không rửa thì lâu ngày nó bị xét. Cái dòng này Honda Ballet, bà lát cái này có 1.000 cây, 1.009 nè. Ô đô nó 1.009 nè, hay đời 28 ở đây nó 1.009 này chạy nó cũng tương tự như xe mới thôi. Đây hơn mâm nè, ở dưới nè các bạn, trong này nó hơi tối thì quay nó còn 7 màu này kia nọ hết trơn nè. Qua đây thì một số cái dòng khu trà bụng
bản số mấy con khu chụp bụng đây. Đây đắt xe. Xe này 2017. Xe này 13.000 cây. Xe này chạy mới có 7.000 à. Hiện trạng thì mấy cái xe này còn rất là mới ha. Mấy xe này là zin dòng phụ trợ này là zin từng chi tiết ha nè. Zin hết ha. Đầu nồi zin bảo đảm ha. Bao cơ cái này tới 17.000 phải 7.000 đủ. Dạ, còn con số 1. Cái này này 19.000 lít con số 1. 19.000. Cái dòng phụ trợ này nếu ta xài kỹ xài biết chừng nào hư các bạn ơi. Okay. Có dòng mà led nữa hả? Dòng này led dòng mới nữa hả? Led xe. Dòng này cái này có 3.000 cây. Mới chát luôn. Thì anh em nổi thì liên hệ ha. Cái địa chỉ của anh Nhàng ở chợ Mỹ Hóa Đông ha các bạn. Chợ Hóa Đông ngang ủy ban xã đó, ngay chợ Mỹ Hóa Đông luôn, ngang ủy ban xã Mỹ Hóa Đông đó. Ở xã Mỹ Hóa Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang mình ha. Ở đây có một khu chợ mới nữa nè, khu chợ mới thằng led nên là chưa có bấm băng số. Chợ mới luôn, xe mới thì xe thùng. Chưa bấm băng số. Đây. Hồi nãy mình cũng nói là không có bán xe mới và xe cũ luôn, xe mới chưa gắn số cũng có luôn. Trong này thì nó hơi tối. Cái con phụ trợ màu trắng này đẹp lắm nha các bạn, cái dòng mới dòng mới dòng lát này đẹp lắm. Chút nữa mình quay cửa hàng đó luôn Dũng. Quay cửa hàng đó luôn. Muốn quay thoải mái thôi. Thấy mấy anh kia mua mấy cái dòng phụ trợ mới màu trắng này, cái dán cái tem xanh nhẹ đây nè các bạn. Ngày đợi 2020 luôn đó. 20 luôn ha. Dán xe tem xanh nhẹ đây, cái nhìn đẹp. Đây quay cái này tao mới biết cái đợi 2020. Đát cái gì? Đát này. Đát dán bên đây đó ha. Đó đó là 2020. 124,9 cm khối ha. Rồi ok, đại khái cái video này vậy đây các bạn ơi. Anh em nào cần liên hệ. Rồi mình xin kết thúc video tại đây ha. Xin ngay kính chào và hẹn gặp lại nha các bạn.